Em dai bảo có hai cây do dự. À đấy, nhìn cái lại biết luôn rồi. Nhìn form này rồi. Hai cây. Cái ghi đây đâu? Đây không ghi đây. Hôm ấy anh ấy ghi nhầm à, tên của anh em. À không sao. Đây là từ Văn Lương. Đúng không? Địa chỉ là gì đây? Kim Môn Hải Dương. À. Kim Môn Hải Dương. Một cây xì cổ. Cách cụ làm ngày xưa anh đang nhìn thấy cái này này. Đây. Cái hình này anh cảm giác như các cụ ngày xưa làm cái gì nhỉ? Đây là các cụ chữ chữ. Ừ, yeah. Anh nghĩ thế. Đây đây là thân đấy nhá. Vâng, đây là thân chính đấy. Thân chính đấy. Hay nhỉ? Thân chính rồi cái nghĩ cái rễ này là rễ buông. Ừ, thân chính. Cụ, đúng là cụ chữ chữ. Mà đường chạy thân con này thì nó lại đặc biệt cái là nó lại khó chịu. Ừ. Ai chà chà, màu da đẹp thế. Con này thì em sẽ phát triển về bộ răm nữa thôi. Vâng. Răm nó phải dày nữa. Vậy con này là một con em cắt giật em làm đương đại về phần răm. Con này trước ngày nó ở trên con bộ đắp sỉ. Ừ. Về em tháo. Cho em tháo ra nên nó mới có những cái này đúng không? Vâng. Thân nó chạy này. Quý vị này. Đấy. Nói chung con này nữa răm nó đẹp, tháo răm chơi răm đẹp lắm. Vâng. Thường thường là những cái tác phẩm mà lúc nó mọc lá ban đầu nó nhỉ. Yeah. Thì cái răm này phải đẹp. Búp con này đẹp lắm. Ừ. Ông Từ Sơn anh có quay để búp rất đẹp. Đúng rồi, hôm nay có con này. Với cây bên này nữa anh em. Đâu cây này này. À đây chứ, em chưa hoa hai con si chứ nhỉ? Vâng, ông hoa si. Tên này hay hay đấy. Sao lại ghi tên tác phẩm là cụ ông cụ bà nhỉ? Vì em lại thích nhà nào giờ gia đình này thì có cụ ông cụ bà. Ừ. Thì các bác cứ đặt tên nó khó khó như em thì đặt bộc mạc cái tác cụ. À. Đây đúng không? Hai thân đúng không? Vâng, hai thân. À, đó rồi. Đấy. Ví dụ như hai người hay gọi là nào là song tử, nào là huynh đệ nào đúng không? Rồi. Là phu thê này. Đây cụ ông cụ bà. Cũng thể hiện ra một cái nét già của tác phẩm. Nghe cái tên này là hiểu được cây này rất già. Đấy. Thì, mà nó là một cây hai thân. Có các cụ mới có đấy, anh em mình. Rất cụ là lương này trong gọi tôi là rất hiểu rất sâu đấy quý vị ạ. Các cụ chơi sợ. Rất sâu. Vì lắm rồi về để con hai thân thì nó quá già. Cái bể này cũng tương đối nhiều tuổi đấy. Vâng, bể đấy em mua ở trong miền trong ra đấy. Tương đối nhiều tuổi đấy quý vị ạ. Một cái bể tương đối nhiều tuổi. Form em xếp bông thì miễn chê rồi. Cái nào sai sẽ quay quý vị ngắm sau. Quý vị ngắm về thân pháp đã. Đây những cái rễ của cái xì nó chảy này. Xì mà được bẹ như này nó ít anh ạ. Ừ, thường thường xì nó không bẹ như xanh được. Bẹ nó ve hết rồi anh. Tại vì Viêm Sai thấy cái xì thường thường nó hay rễ tơ nó thả từ trên rễ xuống rất nhiều. Nó lấy thức ăn từ cái rễ đấy đâm ra nó bỏ mất cái phần bẹ. Vâng. Nên là được bàn tay chăm bẵm từ đầu. Nên là cắt được những cái rễ trên xuống thì nó mới có bẹ. Đây cái cây này là các cụ em chơi mới đời. Ở nhà mình à? Vâng. À để lại cho mình à? Không, các cụ bán đi rồi người ta lại chuộc lại được. À. Mấy năm trước lại chuộc lại được. Vậy là cũng hay vì nó có nghĩa gần như là trở về cội nguồn đấy. Vâng. Xảy ra chưa? Đang nổi đang đùn đấy. Đùn hết rồi. Ừ. Già lắm quý vị ạ. Hai thân. Anh chê một tí nhá được không? Chậu nó hơi cao, chân hơi cao. Về đây nói tí đất là mà chứ. Mới là anh chê tí, vâng. Mày kê thì mày kê cao vậy. Hello, em đi em mang đi thôi. Vâng. Em mượn đôn của cây khác à? Vâng, em đặt cái đôn ở cái chậu khác. Trời ơi, cao mới nỗi giờ đứng thật xa mới ngắm được cái này quý vị ạ. Hơi cao. Cao. Cao quá. Cái này em chỉ cần cái đôn khoảng tầm 40 phân. Đúng rồi. Từ dưới lên thôi. Kê này hơi cao. Ừ, cao quá. Đấy, đang định xin chê tí mà em đã chê trước quý vị ạ. Mấy anh em cứ chê được cái đôn hơi cao. Bóng đẹp lắm quý vị. Bóng rất đẹp. Bóng rất là đẹp luôn. Ở nhà em kê trước cửa luôn chứ. Vâng, em kê cũng là... Đấy, em đứng đấy nha, em đứng đấy nha. Em nhiều cây. Đứng rất đẹp vậy, phong tranh rất đẹp. Em nhiều cây là một cây hai hàng. Ừ, nhìn đây vào cũng rất đẹp em ạ. Hợp lý, em đứng lùi lên đây chê một tí. Ờ ok, đánh lấy cái ảnh đấy gì ạ? À hỏi một chút, cái này em có giao lưu không để giữ lại cho các cụ? Nói chung là đến giờ phút này là nhiều cây cũng phải giao lưu đấy. Không cái gì giữ được. Anh như anh cây gì bán cho em cây An Nhiên bán cho em Dương. À, em Dương. Thực ra anh cũng sở hữu được một thời gian thôi nhưng mà chuyển đến cái người yêu quý hơn mình, nhưng mà em ấy với thiệt. À. Chơi được đúng vài ngày
lại bị cướp vào trong Vũng Tàu. Đấy mới là cái thiệt. Em từ nhà em lên Dương gần. Ừ. Ok. Nói chung là một thước phim ngắn thôi nhưng mà cũng đủ gửi tới quý vị các bạn một cái chút anh em chúng tôi yêu kênh như thế nào. Giữa trưa mà đứng nói chuyện với nhau tại triển lãm Hải Dương lần này nó là một kỷ niệm. Cảm ơn Lương rất nhiều đã mang tác phẩm đến cho mọi người chiêm ngưỡng. VLSide xin phép dừng ở đây. Chào gặp quý vị sau nhá. Chào anh nhá. Okay. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để luôn là người cập nhật những thông tin mới nhất.